Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cái cách trồng cái cây bonsai mà nó có rất là nhiều thân các bạn. Thì mình ở đây mình có cái cây linh sam. Cây linh sam này nó rất là nhiều thân các bạn. Bây giờ mình để vô cái chậu cao. Mình dự định là mình uống nó đổ xuống các bạn. Nhưng ở đây mình uống đổ xuống không phải là một thân xuống mà mình đổ nhiều thân xuống. Thì mình sẽ cho nó đổ tất cả các thân đều đổ xuống hết các bạn. Thì mình cũng thử uống cái cách này cho các bạn xem, không biết là nó có đẹp hay không. Nhưng mà cái này rất là khó uống các bạn. Thì mình cũng thử từ mới đầu thì mình làm nó những cái dễ, bây giờ bắt đầu mình làm cái khó rồi các bạn. Thì giờ mình tiến hành mình trồng cái cây xong rồi mình cắt tỉa nhánh đó các bạn. Cắt cái tỉa cho nó chống những cái nhánh nhỏ nhỏ nó ra đi, để mình uống nó dễ các bạn. Thì cái cây này mình chủ yếu là mình lấy cái thân nó thôi. Cái thân này thì nó càng dài càng tốt các bạn, để mình uống cho nó ngoằn ngoèo rồi nó đổ xuống. Rồi mình tạo những cái tán nó thưa ra, nó xa xa một tán thôi. Cái này người ta nói là thác đổ mà chập trùng rồi các bạn. Trùng trùng đẹp đẹp vậy đó. Thì cái ý tưởng mình là vậy thôi. Bây giờ mình sau khi mình cắt tỉa xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mình dùng dây nhôm lớn các bạn. Cái cây này nó cũng lớn rồi, thì mình dùng cái dây nhôm lớn mình quấn rồi bắt đầu mình uống nó. Thì cũng như các lần trước thôi, mình cũng dùng cái dây dài là mình uống một lần hai nhánh nha các bạn, từ nhánh bên đây nhánh bên kia luôn. Thì mình cứ uống dọc theo thân rồi là đúng thôi. Thì mấy bữa trước đó thì mình uống những cái cây nó dễ các bạn, thì mình tập và hôm nay nó cũng quen tay các bạn. Thì hôm nay mình uống cái cây nó tương đối khó hơn các bạn. Thì so với mình thì mình cảm thấy nó là khó đó. Còn không biết các bạn đã từng uống quen rồi đó, thì chắc cái này cũng dễ thôi. Còn mình thì mình cũng mới tập làm mà thành ra cái so với mình thì cái này nó cũng là khó hơn, nhưng mà mình cũng cố gắng mình uống rồi mình chia sẻ cho các bạn xem rồi để mình tham khảo rồi mình góp ý lẫn nhau để mình có cái cây bonsai cho đẹp các bạn. Thì cái cây linh sam này mình cũng mua ngoài chợ đó các bạn. Thì nó cũng không có bao nhiêu tiền, nó cũng hơn 100.000 gì đó thôi. Thì chủ yếu là mình mua cây rẻ tiền để mình tập uống thôi. Nhưng thực sự cái cây này mà nếu mình đi vô vườn mình mua thì chắc người ta bán cho mình chắc cũng vài chục ngàn thôi các bạn. Nhưng mà cái này thì mình ra chợ mình mua ở chỗ người ta vừa vừa kiểm người ta bán thì cái giá nó hơi mắc chút. Thì nếu mà các bạn nào ở gần cái chỗ mà nhà vườn người ta trồng thì mình có thể mình là lại đó mình mua thì nó rẻ hơn các bạn. Còn mình thì mình ra cái vựa kiểng người ta đã qua mấy trung gian rồi, thành ra giá nó hơi cao. Thì thôi kệ đi, mình chịu chơi mà, mình đâu có sợ mưa rơi các bạn. Thì mình nói giỡn các bạn vậy thôi chứ cái đó là cái đam mê các bạn ơi. Ghiền rồi thành ra kệ đi, tốn một chút mà mình thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình các bạn. Thì cái cây này nó một gốc nhưng mà nó tới nhiều nhánh các bạn, nó lên một lùm nhánh rồi mình tỉa bớt ra thì hiện giờ nó còn được ba nhánh các bạn, bốn nhánh, hai nhánh lớn với một ba nhánh lớn với một nhánh nhỏ nữa các bạn. Thì bốn nhánh này mình dự định là mình uống xuống hết, mình cho nó một nhánh, chọn một nhánh dài nhất mình cho nó đổ xuống thấp nhất. Rồi những cái nhánh mà kế tiếp thì mình cho nó đổ từ từ cho đến lên tới đỉnh luôn các bạn. Thì ý tưởng của mình là
uống nhiều thanh nhưng mà đổ xuống hết các bạn, chứ không có uống mà giống như là một cái cây cổ thụ các bạn. Bởi vì cái cành nhánh này thì nó không có phù hợp cho mình uống cái giống như là một cái tàn nhánh cổ thụ ở trên các bạn. Mà lý do là tại vì nó không có nhánh các bạn, ít nhánh quá. Mà nếu mà mình uống theo cái lối kia đó thì lại là nó không đẹp các bạn. Thành ra ý tưởng mình nghĩ ra là cái cách là mình chỉ uống cho nó đổ xuống chập trùng vậy các bạn, từ tán cho nó đều đều tán nhau nó xuống thôi. Chứ bây giờ mình cũng không có biết cái này là cái thế gì các bạn. Thì mong các bạn xem video á thì cũng góp ý kiến cho mình ha. Thì sau khi mình nãy giờ tặng bằng một hồi thì nó cũng được gần hình thành cái cây rồi đó các bạn. Thì mình uống toàn bộ nó đổ về một phía các bạn. Thì video nó hơi dài, các bạn cũng chịu khó xem cho vui với mình ha. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Gần nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhờ người sẽ riêng. Em cầu mong em được bên cho không biết hát các bạn ơi. Thì sau khi mình uống mấy cái nhánh lớn nó đổ xuống rồi, bây giờ bắt đầu mình vô cái dây nhỏ để mình uống những cái nhánh nhỏ các bạn. Thì mình uống tới cái ngọn của nó thì mình dùng cái ngọn đó mình làm cái tán luôn các bạn. Thì từ một nhánh lớn mà mình uống xuống thì mình chia ra làm 2-3 tán nữa các bạn. Thì nó tới cái ngọn của nó là mình dùng cái ngọn đó mình uống thành một tán luôn. Như vậy thì một khăn mình uống xuống thì nó được 1-2 tán nữa các bạn. Thì mình tạo ra từ tán thì nó thấy cái cây nó hài hòa, nó hợp lý các bạn. Thì theo cái ý mình là vậy đó, không biết các bạn xem mà thấy sao thì nên góp ý kiến cho mình ha. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh cho mình, đăng ký kênh mình để ủng hộ cái kênh mình phát triển các bạn. Thì mình cũng cầu mong các bạn là giúp đỡ cái kênh của mình cho càng ngày càng phát triển thêm, để có những cái video hay giúp ích cho các bạn ha. Thì ở đây mình chọn cái cây lim sam mình mới uống được cái kiểu này các bạn. Bởi vì cây lim sam thì nó rất là dẻo, uống rất dễ uống các bạn, nó không có gãy. Thì mình mới uống được cái mần mèo như kiểu này được. Chứ mà nếu mà mình dùng cái cây khác thì không thể nào uống được các bạn. Cái này là cái ngọn đó các bạn, cái ngọn của nó là mình uống tới đây là mình tạo ra thêm một tán nữa đó. Thì những cái nhánh khác cũng vậy, mình dùng cái nhánh mình uống ra đổ xuống rồi mình dọc theo cái nhánh đó mình sẽ tạo từ tán xuống các bạn. Thì sau khi nãy giờ mình uống cũng lâu rồi đó các bạn, nên bây giờ cái cây mình nó sắp hoàn chỉnh rồi. Thì đây cũng là cái một mình cũng tạo một cái tán ở đây nữa các bạn. Thì cái cây này mình cảm thấy nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà mình nghĩ thì có lẽ thời gian lâu thì những cái tán này mình cắt cho nó liền tán các bạn, nó thành một cái tán giống như là
những cái cây tùng đó các bạn. Mình thường mình nhìn thấy ở trên những cái hình của người nước ngoài, người ta làm cái tùng mà nó có từ tán đổ xuống các bạn, rất là đẹp. Thì mình nghĩ cái cây của mình chắc có lẽ thời gian thì mình có thể mình cắt nó lên, rồi mình cắt cái tán của nó thành một cái tán giống như tán tùng đó các bạn. Nó sẽ đổ chập trùng xuống thì mình nghĩ nó cũng có thể là đẹp các bạn. Thì cái ý tưởng mình là vậy, nhưng mà không biết thì tương lai cái cây này sao. Nếu mà sau này cây này mà nó có đẹp á, thì mình sẽ quay lại clip mình chia sẻ cho các bạn xem ha. Thì mong các bạn xem video của mình, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Thì cái nãy giờ mình uống xong thì cây của mình nó được về nè các bạn, bây giờ nó đã hoàn chỉnh rồi đó. Mình mà mới lấy rêu mình đắp lên trên cái miệng chậu cho nó nhìn thấy nó đẹp các bạn. Rêu mình đắp lên miệng chậu thì nhìn thấy cái cây nó được tự nhiên thôi các bạn. Thì sau khi nãy giờ mình uống thì bây giờ cái cây mình nó đã hoàn chỉnh rồi các bạn. Nhìn thì nó cũng hơi rối nhưng mà thôi kệ đi, mình mới tập làm mà được gì thì cũng mình nghĩ là cũng được rồi các bạn. Thì mong các bạn xem coi sao, nhớ góp ý với mình ha. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn lại những video khác. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Rồi, xin chào.